Thị trường của chúng ta đang tích lũy các cái cổ phiếu đang có cái sự tiến cung cũng như tạo ra các cái nước supply đủ tốt để có thể đi lên ở giai đoạn tới. Chúng ta sẽ tìm kiếm các cái cơ hội cho tuần tới dựa vào các cái yếu tố về sự tích lũy cổ phiếu. Và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Đức ngày hôm nay. Các bạn nhớ bấm like và subscribe kênh để ủng hộ kênh của mình, đưa ra các cái video tốt nhất cho chúng ta ở giai đoạn sắp tới. Ở đây thì buổi hôm nay thì mình sẽ vẫn sẽ đi theo cái chiến lược mà mình đã đưa ra cho các bạn trong cái giai đoạn vừa rồi, đó chính là các cái chiến lược đánh ngắn. Cái chiến lược này nó dành cho các cái bạn có thời gian giao dịch ở trên thị trường, và nó cũng là một cái điểm tối ưu trong cái việc sử dụng các cái vốn của các bạn trong cái quá trình mà thị trường đang diện thị trường đang có cái sự tích lũy đủ tốt các bạn nhé. Ở một số các cái anh chị, một số các cái bạn có nói về thị trường của chúng ta ở giai đoạn này thì nó đang gặp các cái mẫu hình hai đỉnh. Thì các bạn nhớ rằng là trong cái việc mà chúng ta phân tích biểu đồ ấy, thì chúng ta phải có độ chuyên sâu về biểu đồ, chứ các bạn không nhìn một cái cách cảm tính. Chúng ta phải có các cái cơ sở nhất định và các bạn phải nghiên cứu đủ về thị trường. Cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là thị trường của chúng ta đã vào xu hướng tăng. Đã vào xu hướng tăng, khi mà đã thị trường của chúng ta vào xu hướng tăng thì các cổ phiếu sẽ có khuynh hướng đi lên. Tức là trong cái thị trường tăng ấy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là có khoảng 70% các cái cổ phiếu sẽ đi theo thị trường chung và đi lên. Ngoài ra thì cái giai đoạn gần đây nhất của thị trường của chúng ta đang là sideways. Trong cái lý thuyết về sideways, nó được gọi là tích lũy. Tích lũy tức là cái cổ phiếu nó đi ngang hoặc thị trường chung đi ngang biên độ hẹp. Thị trường chung đi ngang với biên độ hẹp và diện cái khối lượng nó ở mức trung bình hoặc là thấp. Các bạn thấy rằng là khi mà thị trường đi lên mà nó cứ đi ngang này, đi lên, đi ngang, đi lên, đi ngang, thì ở giai đoạn phía sau nó sẽ có những giai đoạn tăng tốc, nó được gọi là tích lũy. Một số các bạn thì cho rằng thị trường đang đặt hai đỉnh. Các bạn cứ cho rằng là cái đỉnh này và đỉnh này nó là hai đỉnh, thì các bạn đang hiểu nhầm về cái mô hình này và các kiến thức về hai đỉnh của các bạn nó chưa đúng các bạn nhé. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về kỹ thuật đánh hai đỉnh, tức là kỹ thuật khi thị trường hai đỉnh. Thì trong cái kỹ thuật hai đỉnh của thị trường, nó phải là hai đỉnh gần chứ không được là hai đỉnh xa. Đó. Hai đỉnh gần nó là như thế nào? Thị trường của chúng ta đã gặp rất nhiều các cái trường hợp hai đỉnh, nhưng mà các bạn nhớ rằng nó phải là đỉnh gần chứ không phải là đỉnh xa. Nên là nếu mà các bạn không nghiên cứu mà các bạn áp đặt các cái tư duy của mình, đôi lúc các bạn cứ nghĩ là thị trường xấu thì các bạn tìm ra một cái lý do gì để cho nó xấu. Nhưng mà các bạn ở đây khi mà phân tích thị trường, các bạn phải phân tích ở một cái góc độ diện khách quan nhất có thể. Ở đây thì khi mà chúng ta nhìn vào cái thị trường ở cả cái giai đoạn phía trước, thì chúng ta sẽ thấy là thị trường nó tạo ra các cái giai đoạn hai đỉnh nó rất là nhiều, nhưng mà nó không phải giống như ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như các bạn thấy ở đây là hai đỉnh xa, ví dụ như đây đỉnh này rơi xuống và nó ở phân phía sau này, khi mà nó phục hồi đi lên rất mạnh ở đây thì cái này nó không được gọi là hai đỉnh nữa. Các bạn thấy nó vẫn đi lên đúng không ạ? Thì nó hoàn toàn nó không phải là hai đỉnh. Hai đỉnh là hai đỉnh gần. Ví dụ như những cái đỉnh mà chúng ta thấy ở đây này, rơi xuống này, kéo lên này, rơi xuống này, thì đây về đây là hai đỉnh đúng không ạ? Đây về đây là hai đỉnh. Hoặc là các bạn thấy ở đây này, đi lên này, dụ này, lên này, thì đây về đây mới là hai đỉnh đúng không ạ? Hoặc là ở đây này, khi mà các bạn thấy này, rơi xuống, kéo lên và rơi lại, thì đây về đây là hai đỉnh. Còn nếu mà nó cách xa nhau quá thì nó không phải là hai đỉnh nữa đúng không ạ? Nhất là đối với các cái trường hợp mà các bạn, như các bạn thấy ở giai đoạn vừa rồi, ở giai đoạn này thì cái lực đi lên của thị trường rất lớn, thì dẫn đến là cái giai đoạn phía sau nó tích lũy lại và nó sẽ tiếp tục đi lên. Đi lên bao lâu thì nó còn tùy vào cả cái cổ phiếu, cả cái trạng thái cổ phiếu. Giai đoạn này nó cũng sẽ khác với giai đoạn ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta nói về hai đỉnh thì chúng ta sẽ thấy đây là đây với đây là hai đỉnh này. Đây với đây là hai đỉnh. Đấy. Đây với đây là hai đỉnh. Đúng không ạ? Đây với đây là hai đỉnh đấy. Khi mà gặp ở đỉnh thứ hai là nó sẽ rơi ngay chứ không có cái trạng thái tích lũy lại
không có trạng thái đâu. Đây với đây là hai đỉnh, tức là hai cái đỉnh nó sẽ liên tiếp với nhau và gần nhau. Đây với đây là hai đỉnh, đúng không ạ? Đây với đây là hai đỉnh. Thì để mà các bạn hiểu, các bạn phải nghiên cứu lại, test lại, chứ không phải là chúng ta cứ áp dụng rồi chúng ta cảm giác là chúng ta lo sợ về thị trường, chúng ta lo sợ cái sự vận động của thị trường, chúng ta nghĩ thị trường xấu rồi các bạn cứ lấy cớ nó vào một cái mẫu hình nào đó để chúng ta diệu, chúng ta nghi ngờ về thị trường và chúng ta bảo thủ với cái quan điểm của mình, đúng không ạ? Thì tất cả mọi yếu tố trong phân tích kỹ thuật nó là xác suất, nhưng mà xác suất xảy ra ở đây hai đỉnh là cực thấp. Đấy. Và trong cả cái dữ liệu mà bọn mình có khi mà phân tích ở thị trường Việt Nam thì cái xác suất xảy ra ở đây là chưa xảy ra, tức là nó chưa từng xảy ra cả cái trường hợp hai đỉnh mà nó sai như thế. Đấy. Thì để mà các bạn hiểu thì các bạn phải test lại, chứ không phải là chúng ta cứ làm việc một cách hời hợt rồi chúng ta nghĩ nó hai đỉnh thì các bạn cứ cho nó là hai đỉnh. Cái yếu tố thứ hai mà các bạn thấy ở đây đó chính là cái sự tích lũy. Ở đây khi mà các bạn nhìn vào cái thị trường của chúng ta ấy, thì chúng ta thấy được rằng là cái dòng tiền ở thời điểm hiện tại của thị trường đang rất lớn. Chúng ta thấy được rằng là khi mà thị trường của chúng ta ở những giai đoạn trước thì khoảng tầm 2 giờ là nó tắc nghẽn, rồi sau đó nó là 1 rưỡi, sau đó là 1 giờ 15 là thị trường bắt đầu tắc. Thì các bạn phải hiểu rằng là cái quy mô thị trường cũng như là các cái dòng tiền nó đang rất lớn ở trên thị trường, rất lớn. Thì bởi vì về bản chất là cái dòng tiền nó quá lớn nên là nó mới tắc, đúng không ạ? Thì dẫn đến là sau cái quá trình mà thị trường được khai thông ở giai đoạn sắp tới thì cái chu kỳ đi lên của thị trường sẽ rất mạnh. Thì chúng ta thấy ở đây thì khi mà thị trường chung có sự tích lũy, nó có thể là tăng nhẹ tịch tiết đi lên, hoặc là nó sẽ sideways vùng này. Thì cái vùng sideways ở đây các bạn nhớ rằng là khi mà thị trường có những cái vùng sideways đủ tốt ở giai đoạn phía sau, nó sẽ có những biên bứt phá rất mạnh. Mình lấy cho các bạn một cái ví dụ, đó là cái thị trường của chúng ta năm thị trường của chúng ta năm 2013, 2014. Đây các bạn sẽ thấy ở đây, khi thị trường ở phần phía dưới đi lên, tức là nó tạo ra cái xu hướng tăng và tích lũy phía trên của mẫu hình, tức là tích lũy phía trên của cổ phiếu. Cái quá trình tích lũy ở đây nó khoảng tầm 3 tới 4 tháng. Thì sau đó nó trong cái 3 tháng tiếp theo nó có một cái giai đoạn gần như các cổ phiếu đều nhân đôi. Thì cái quá trình tích lũy này nó là cái quá trình mua gom của các cái tổ chức, các cái cá nhân tham gia trên thị trường, họ mua gom ở giai đoạn này. Và khi mà mua gom với một cái số lượng lớn thì cổ phiếu nó bắt đầu bị khan hiếm và vào một cái xu hướng mới. Trong cái việc phân tích về kỹ thuật ấy, thì các bạn thường thấy rất nhiều người nói đến khái niệm tích lũy nhá, tích lũy, mà các bạn quên đi cái yếu tố về khối lượng. Tức là các bạn thấy ông nào mà phân tích rằng là cổ phiếu này đang tích lũy, thị trường của chúng ta đang tích lũy, nhưng mà họ lại không sử dụng về khối lượng, đúng không ạ? Các bạn có thấy cái điều đó đang diễn ra không? Đấy. Thì đó là các bạn đang học một cái cách mà nó mang tính rất là vỏ đoán, đúng không ạ? Vỏ đoán. Ở đây các bạn sẽ nhớ rằng này, chúng ta có khái niệm tích lũy. Tích lũy là gì? Tích lũy là cái quá trình tích góp cổ phiếu, mua gom cổ phiếu, các cái tổ chức, các cái cá nhân họ mua gom với số lượng lớn các cái cổ phiếu trên thị trường, làm cho hàng hóa bị khan hiếm. Mà khi mà hàng hóa bị khan hiếm thì cổ phiếu mới tăng giá, thì cái hàng hóa đó mới tăng giá. Các bạn nhớ rằng là ví dụ như chúng ta có hai cái bình cổ mà chúng ta đập đi một cái thì cái giá của cái bình cổ còn lại nó sẽ đắt hơn rất nhiều. Đó là gọi là hiện tượng khan hiếm về hàng hóa. Chúng ta thấy giá lúa gạo ở giai đoạn vừa rồi tăng rất mạnh thì nó là do hiện tượng khan hiếm xảy ra, hoặc là một cái nhu cầu rất lớn mua vào thì nó mới tăng giá, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thấy các khi mà Trung Quốc thu mua một cái lượng lớn cả một mặt hàng hóa nào đó thì sau đó các cái mặt hàng đó đều tăng phi mạng, thì đó là gọi là các cái tổ chức, các cái big boy họ thu gom về hàng hóa đó. Thì chúng ta nhớ đến cái từ tích lũy trong cái việc chúng ta đang nói về cổ phiếu và tích lũy. Thì các bạn nhớ rằng là khi mà các bạn tích lũy thì nó bao giờ nó cũng kèm theo một cái đơn vị về khối lượng. Nên là trong cái việc mà các bạn phân tích
Về tích lũy, các bạn phải sử dụng về yếu tố khối lượng ở trong đó. Ở ví dụ như chúng ta tích lũy lúa gạo thì chúng ta tích lũy được bao nhiêu tấn, đúng không ạ? Chúng ta tích lũy được bao nhiêu tấn, chúng ta Việt Nam tích lũy khoảng 10.000 tấn gạo để cứu đói chẳng hạn, đúng không? Thì cái vấn đề nó nằm ở gì ạ? Bao nhiêu đó, tích lũy đủ lớn hay không, đúng không ạ? Hay là chúng ta tích lũy tiền bạc, chúng ta bảo là chúng ta tích lũy được một cái số lượng tài sản thì nó bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu tiền, bao nhiêu cổ phiếu, thì cái yếu tố quan trọng nó vẫn là yếu tố về khối lượng các bạn nhé. Tích lũy là phải bao giờ nó cũng phải kèm theo lượng, đúng không ạ? Nên là nếu mà các bạn phân tích, các bạn bỏ đi cái yếu tố này là coi như các bạn đang đoán, bởi vì cái yếu tố khối lượng mới là yếu tố quyết định đó ạ. Để mà chúng ta biết được cái cổ phiếu đang bị tích lũy nhiều hay, nó phải nhìn được khối lượng đấy. Và khi mà chúng ta nhìn được khối lượng rồi thì chúng ta mới biết là cái cổ phiếu đó có khả năng chảy hay không, cổ phiếu đó có khan hiếm hay không, đúng không? Thì cái vấn đề này trong cái việc mà các bạn phân tích mà các bạn bỏ đi yếu tố khối lượng là coi như vứt đi. Và các bạn cũng không đừng nhắc đến cái yếu tố về tích lũy nếu mà các bạn không sử dụng về yếu tố khối lượng. Đấy. Thì khi mà chúng ta học thì chúng ta cảm giác à, cái kiến thức của mình đúng, nhưng mà rõ ràng về cái bản chất là các bạn đang sai. Đấy. Chúng tôi khi mà làm cả cái video này, khi mà dạy cả cái học viên, thì chúng tôi luôn hướng đến cái gì, hướng đến cái bản chất của cái vấn đề. Đấy. Chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất nó đang là cái gì, thì lúc đó chúng cái cơ sở, cái quyết định, cái khuyến nghị chúng ta đưa ra nó mới có độ chính xác cao, đúng không ạ? Và nếu mà như thị trường của chúng ta tích lũy được khoảng tầm giai đoạn này thì nó sẽ rất rất là tốt cho giai đoạn phía sau. Nên là khi chúng ta cứ mong đợi rằng à, cái thị trường của chúng ta nó phải vượt 1.200 ngay thì nó cũng không phải là yếu tố cần thiết. Mà các bạn thấy rằng nó có cái sự chuẩn bị như thế này thì cái cơ hội của chúng ta phía sau là cực lớn. Đấy. Và chúng ta chỉ cần nắm bắt cái cơ hội đó là chúng ta sẽ giàu lên rất nhanh. Đấy. Chủ yếu là chúng ta cứ ngày nào chúng ta cũng mong đợi. Về bản chất là bọn mình chả mong đợi là thị trường nó sẽ lên ngay. Đấy. Không cần phải lên ngay. Mà cái vấn đề là gì? Nếu như thị trường tiếp tục tích lũy thì sẽ đánh với quy mô lớn. Và cái sự chuẩn bị trong cái giai đoạn này nó là rất quan trọng. Các bạn phải có tiền, các bạn phải có hệ thống kiến thức đủ tốt và đánh đúng cái thời điểm thị trường có cái sự bứt phá thì lúc đó các bạn sẽ lại rất nhiều. Và có thể là trong khoảng vàng 2-3 tháng là bạn có thể nhân đôi tài khoản này. Thì cái vấn đề là gì? Chúng ta phải có sự chuẩn bị cho cả cái giai đoạn sắp tới, đúng không ạ? Và cái quá trình thị trường càng đi ngang càng tốt, không vấn đề gì cả. Đấy. Và trong cái thị trường đi ngang các bạn vẫn kiếm được tiền nếu các bạn có chiến lược đúng, chiến lược đúng. Các bạn sẽ thấy được rằng là trong cái giai đoạn vừa rồi khi mà thị trường sideways thì cả cái cổ phiếu đi lên, cả cái cổ phiếu đi lên nó sẽ bắt đầu chững lại, là do cái yếu tố là thị trường nó không đủ mạnh để diện để cổ phiếu đi xa. Thì các bạn thấy rằng là thị trường sideways thì làm sao nó mạnh được? Đấy. Thì trong cái quá trình mà sideways như thế thì cả cái chiến lược đánh ngắn nó sẽ hiệu quả. Và các bạn có thể là không nhất thiết là phải 10% các bạn phải bán, 7-8% là bán được rồi. Đấy. Lát nữa thì mình sẽ chỉ cho các bạn một số các cái trường hợp mà bọn mình bán. Đấy. Nhá. Cái yếu tố nữa mà các bạn chú ý đối với thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại đó là cái gạp dưới. Gạp dưới này nó có thể lấp hoặc không lấp bởi vì nó gần, rất gần ở đây. Và cái biến động mà khoảng 10 15 điểm đối với thị trường nó là bình thường. Nên là cái chú trọng của các bạn vẫn là gì? Vẫn là cổ phiếu, cổ phiếu các banh mạnh mạnh thì nó vẫn giữ, thị trường nó có rơi thì nó vẫn giữ. Đấy. Thì phải lựa chọn được cái cổ phiếu nó có sự tích lũy đủ tốt trong cái giai đoạn này. Các bạn nhớ trong cái quá trình mà bọn mình tư vấn thường hay nhắc đến cái từ tích lũy, và nếu mà các bạn hiểu được cái bản chất của từ tích lũy này thì các bạn sẽ có một cái lợi thế khá lớn trong cái việc lựa chọn cổ phiếu. Ở đây khi mà thị trường của chúng ta đi lên, các bạn sử dụng các kỹ thuật mà mang tính chất mà phổ biến phổ cập, ví dụ như đường xu thế là các bạn thấy nó gãy này là các bạn lại lôi ra bán. Thì cái vấn đề là ở đây là gì? Các bạn chưa hiểu bản chất về dòng tiền, đúng không ạ? Có nhiều cả cái yếu tố mà ở đây chúng ta thấy là khi mà rất nhiều người vẽ đường xu thế chẳng hạn như thế này, thì nó gãy ở đây thì các bạn lôi ra các bạn bán. Đấy. Thì cái này là do cái yếu tố về gì?
về kỹ thuật của các bạn chưa nắm rõ là ở thị trường Việt Nam thì nên sử dụng các yếu tố nào, hoặc là các bạn sử dụng lý thuyết sóng chẳng hạn. Ở đây các bạn tìm về sóng A, sóng B cho mình cả, sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 được cả. Đôi lúc các bạn chỉ vẽ cho nó đúng thôi, chỉ về bản chất mà để mà nó đi lên thẳng tắp như thế này thì làm gì có gì mà chúng ta vẽ được. Đấy, thì cái quan trọng nhất vẫn là yếu tố về dòng tiền. Tiền nó cứ vào thì cổ phiếu nó lên, thì nó không theo tuân theo cả quy luật về sóng, mà cái ở đây các bạn nó thường là tuân theo quy luật của cái dòng tiền. Dòng tiền ở đây thì các bạn nhớ là cái dòng tiền tích lũy lớn thì cái quá trình bùng nổ sẽ đủ lớn đó. Và chúng ta thấy rằng là nếu như thị trường cứ sideways ở đây là nó là một cái cơ hội cực lớn cho các bạn đó. Chúng ta phải có sự chuẩn bị cho cái quá trình sắp tới. Và thực ra cái dòng tiền rất lớn các bạn nhé, bởi vì chúng ta thấy rằng ngày càng các cái dòng tiền đổ vào, và chúng ta có thể là ở cả cái giai đoạn sắp tới chúng ta chỉ cần khoảng tầm 9 giờ mở cửa, khoảng tầm 10 rưỡi là chúng ta bắt đầu nghỉ rồi đấy. Tức có thể là cái thanh khoản ở thị trường hoặc là cái dòng tiền đổ vào nó quá lớn, nó sẽ làm tắc nghẽn đúng không? Thì chúng ta lại phải đợi cho hệ thống của HO nó xây dựng xong, thì lúc đó thị trường lên thì nó mới là đẹp, mình cũng không cần là nó phải lên ngay. Tiếp theo mình sẽ đi phân tích cho các bạn về các cái dòng cổ phiếu. Dòng cổ phiếu ở đây, và trong cả cái dòng cổ phiếu này các bạn chú ý vào các cái cổ phiếu mà mình phân tích, trong đó nó sẽ có một số các cái cơ hội, các cái cổ phiếu mà có thể mua được, thì mình cũng sẽ có nói cho các bạn chú ý những cái cổ phiếu đó để cho các bạn có những cái sự chuẩn bị. Ở đầu tiên chúng ta sẽ phân tích cái dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán là một cái dòng mà nó hưởng lợi rất nhiều từ cái thị trường chung đi lên. Tức là khi mà thị trường chung đi lên thì cả cổ phiếu sẽ đi lên theo thị trường chung. Và khi thị trường đi chung đi lên với khối lượng lớn các bạn nhé. Thị trường đi chung đi lên với khối lượng lớn thì cả các công ty chứng khoán là người được hưởng lợi nhiều nhất, là cả cái công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ cái thị trường. Hoặc là sắp tới mà thị trường của chúng ta mà xử lý được cái vấn đề của HO thì cả các công ty chứng khoán là công ty được hưởng lợi, đúng không ạ? Thanh khoản ở thị trường có thể tăng lên gấp đôi nếu như mà giai đoạn sắp tới cả cái hệ thống của HO nó được lưu thông, thanh khoản thị trường tăng gấp đôi các bạn. Bởi vì các bạn thấy là giờ cái giao dịch vào buổi sáng của chúng ta nó tương đương với giao dịch cả ngày của giai đoạn trước. Đấy. Thì khi mà thị trường thông cái là nó giao dịch được luôn cả buổi chiều thì sao? Thì thanh khoản nó phải gấp đôi chứ, bởi vì thời lượng buổi chiều và buổi sáng nó cân bằng nhau. Đúng không? Nhưng mà để mà chúng ta mua để có cái lợi nhuận thì các bạn phải mua đúng điểm, và cái chiến lược bọn mình đánh ở giai đoạn này vẫn là đánh ngắn. Ở đây các bạn thấy này, khi cổ phiếu ở đây là cổ phiếu kênh giữa các bạn nhé, kênh giữa tức là nó nằm ở giữa của phần trên và phần dưới, thì khi mà cổ phiếu đi ngang ở phần phía dưới này nó là các hoạt động bô gòn tích lũy. Các bạn phải nhớ rằng là nó đi ngang sideways nó là tích lũy, và khi mà nó có một cái phiên kiệt khối lượng thì nó được gọi là tẹt cung, và sau cái phiên tẹt cung này thì nó bắt đầu gì bứt phá. Đây là một cái kỹ thuật rất quan trọng nếu mà các bạn muốn nghiên cứu, các bạn có thể gì tìm kiếm những cái cơ hội mà khi mua xong các bạn sẽ thấy cổ phiếu nó chạy ngay. Đấy. Cái lý thuyết này thì bọn mình cũng đã sử dụng trong cái quá trình đầu tư và nó đạt hiệu quả rất cao. Đó. Hôm qua thì vừa mới dạy cho cái khóa 45. Đấy, khóa 45. Và đây là một trong những cái nội dung mà mình thấy đáng để học nhất trong cái khóa học của mình. Đấy, tức là nhận diện các cái trường hợp cổ phiếu có khả năng bứt tốc. Đấy. Và trong cái việc nhận diện này thì nó cũng không quá khó, chủ yếu là các bạn phải học một cái khóa đầy đủ thì các bạn phải hiểu từng chi tiết, chứ ở đây thì bọn mình sẽ không giới thiệu được đầy đủ cho các bạn đâu. Đấy, phải đi học. Đôi lúc các bạn này tiếc khoảng tầm 4 5 triệu để các bạn đi học. Nhưng mà các bạn có thể thua lỗ, hoặc là các bạn mua đầu tư vào thị trường nó không lên thì lúc đó gì ạ? Lúc đó cái chi phí các bạn bỏ ra nó còn lớn hơn rất là nhiều, đúng không? Còn trong cái khóa học của mình thì bọn mình cũng đối với cả các trường hợp mà các bạn mà cảm thấy nó không bổ ích hoặc là
không không nhận không tiếp thu được cái vấn đề gì về bọn mình hướng dẫn thì bọn mình có thể là gì ạ? Trả lại học phí cho các bạn, không vấn đề gì cả nhá. Ở đây thì các bạn chú ý rằng là khi cổ phiếu tích lũy, tức là nó sẽ đi ngang để nó mua gom những cái người bán ở phía trên này này và mua những cái người bắt đáy ở phía dưới này lên đây chốt lời, thì sau cái quá trình này nó sẽ có một cái pha bứt tốc. Và các bạn nhớ rằng cái pha bứt tốc này từ cái điểm lên này đi lên khoảng 10% là các bạn nên bán. Bởi vì ở đây cái thứ nhất là nó mở gạp, cái yếu tố thứ hai nữa là đây là đỉnh trước, tức là cái vùng tích lũy phía trước của nó đang chạm đến. Cái thứ ba nữa là gì, đây là khoảng trống kiệt sức. Đấy, khoảng trống kiệt sức thì những cái cổ phiếu này khi đi lên thì các bạn nên bán ra. Ví dụ như bọn mình là bọn mình đã bán rồi. Đấy. Tức là bọn mình đưa ra cả cái chiến lược để mà diện để mà giúp cho các bạn diện có những cái khi mà bọn mình đưa ra cả cái chiến lược thì bọn mình luôn áp dụng đúng cả cái diện cả cái chiến lược đưa ra, ví dụ như VCI. Đấy. Hôm qua cũng chốt tiếp các bạn này. Hàng về gọi là chốt ngay. Thì diệu. Thì khi mà cổ phiếu đạt được cả cái target của chúng ta ở giai đoạn này là các bạn nên chốt ra. Đúng không? Ở đây là bởi vì khi mà các bạn cổ phiếu của các bạn lên thì các bạn có thể đánh cả cái cổ phiếu chưa lên. Đấy. Và chúng ta hầu hết cái giai đoạn này nó chính là săn cây nổ. Nó được gọi là kỹ thuật săn cây nổ các bạn nhé, của cái quá trình tích lũy. Bởi vì khi mà cổ phiếu tích lũy thì nó sẽ nâng lên, tức là ở phía dưới này nó tích lũy, lên trên này nó tích lũy. Và nếu mà chúng ta nắm giữ ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ đợi rất lâu, đợi rất lâu. Nhất là cả cái cổ phiếu kênh phía dưới của mẫu hình. Bởi vì lên phía trên này nó sẽ tích lũy và các bạn ngồi nắm giữ thì các bạn sẽ ngồi đợi nó và nó sẽ không hiệu quả, đúng không ạ? Đấy, thì cái việc ở đây là chúng ta sẽ phải chốt lời, biết cách chốt lời ở giai đoạn này. Đừng có hy vọng đánh trung hạn ở giai đoạn này các bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà đánh trung hạn thì nó phải vào cả cái điểm tích lũy lớn thì các bạn mới đánh trung hạn được. Đôi lúc các bạn gần nhắn tin cho mình hỏi rằng là ở thời điểm hiện tại thì đánh trung hạn cổ phiếu nào được? Đấy. Thì ở một cái góc độ nào đó thì mình thấy được rằng là các cái cổ phiếu ở giai đoạn hiện tại nó chưa đủ tích lũy để đánh trung hạn, chưa đủ tích lũy và nó có thể là tích lũy thêm thì ở giai đoạn phía sau chúng ta sẽ có cả cái cổ phiếu đánh trung hạn, đúng không ạ? Ở trong dòng chứng khoán thì ví dụ như ở chúng ta thấy được rằng cả cái cổ phiếu như VND thì nó cũng đang đi lên, nhưng mà đi lên ở đây thì các bạn nhớ rằng là từ cái điểm đen này này đi lên thì thường là chúng ta sẽ đạt được khoảng tầm mức target khoảng 10% là phải bảo target khoảng 10% là các bạn nên rút ra. Tại sao nó lại như thế? Là bởi vì ở đây là cả cái vùng đỉnh trượt và khi mà gặp cả cái vùng đỉnh trượt thì nó diện nó phải tích lũy lại. Đấy. Hoặc là chúng ta thấy trong dòng chứng khoán của SSI. SSI hôm hôm qua thì chúng ta thấy được rằng là nó bắt đầu rụ lại. Ở đây cái quá trình đi ngang sideways này nó chính là quá trình tích lũy và các bạn chú ý cho mình một cái yếu tố về khối lượng, tức là khối lượng thấp thì nó là tốt. Đó. Đôi lúc chúng ta thấy à, tại sao cái cổ phiếu chúng ta giảm một hai like hoặc là ba like, chúng ta rất là khó chịu về cái vấn đề đó, nhưng mà chúng ta đánh giá khách quan về cổ phiếu và trong chứng khoán thì nó có lên có xuống nhưng không phải là lúc nào nó cũng phải lên, đúng không ạ? Nên là chúng ta cứ chú ý vào những cái vấn đề, ví dụ như hôm nay chúng ta lỗ ba like hôm kia ngày mai chúng ta lại hai like thì cái này nó sẽ làm cho chúng ta bị tâm lý dao động, tâm lý nó dao động và chúng ta không nhìn rõ được cái vấn đề. Ở đây khi mà các bạn thấy cổ phiếu giảm lại nhé, nhưng mà cái khối lượng giao dịch của nó thấp này, các bạn thấy này, đấy. Thì cả cái big boy, cả cái tổ chức ở trong này nó đang kiểm tra, tẹt lại cái lượng cung. Đấy. Trong cái kỹ thuật thì các bạn thấy rằng nếu như cái tên gọi của kỹ thuật ấy, thì cái phiên này nó được gọi là no supply bar, no supply bar. Đây là một trong những cái dạng thanh ba dự đoán điểm mua cực kỳ chuẩn xác, nhá, dự đoán điểm mua. Cái này thì ở trong cái chương trình học của bọn mình thì cũng sẽ có dạy cho các bạn. Và đây là những cái kỹ thuật sử dụng thanh ba có độ chính xác khá cao. Ở trong cả cái thanh ba mua thì chúng ta có no short đi, có tệt cung và có diện có break. Đấy. Thì ở những giai đoạn này thì bọn mình không khuyến khích các bạn đánh break.
Hầu hết các bạn thấy là cổ phiếu của các bạn chạy, các bạn cứ lao đầu vào mua đó, tức là các bạn cứ khuynh hướng là cứ nổ nổ lên mua, thì ở giai đoạn này nó sẽ không hiệu quả. Bọn mình là những người mà thường xuyên mua break, tức là mua cả cái điểm nó nổ, nó được gọi là cả cái điểm pivot của Livermore ấy. Nhưng mà ở giai đoạn hiện tại thì cái đồ tích lũy của thị trường cũng như là gì ạ, cái dòng tiền của thị trường nó đang bị tắc nghẽn bởi HO, thì nếu mà các bạn đánh vào điểm nổ là các bạn sẽ không bỏ lại. Đôi lúc các bạn mua cao ở phiên bùng nổ về là lỗ đó, chứ cái chiến lược ở giai đoạn này nó không phải là đánh nổ nữa. Các bạn cứ thấy là nó nổ lên khối lượng này khối lượng kia rồi các bạn xong nó rủ cho một phát đấy, thế là ngồi đợi cắt xong thì nó lại lên, lên xong rồi nó lại rủ đấy. Thì những cái chiến lược đánh điểm nổ ở giai đoạn này thì các bạn chú ý rằng là nó không phải là các chiến lược của vùng sideways. Đấy, mỗi giai đoạn, mỗi cái thời điểm nó sẽ có những cái chiến lược. Ví dụ như hôm qua thì mình cũng có chia sẻ cho cái hệ thống khách hàng bên mình. Đó chính là cái yếu tố về cái việc mà các bạn bị cuốn cuốn vào trong cái quá trình giao dịch. Ở trong cái hệ thống khách hàng của mình thì ngoài cả cái việc mà tư vấn cho các bạn mua mã nào thì mình cũng định hướng cho các bạn là tại sao nó lại mua như thế, tích lũy bao nhiêu lâu thì mua, cả cái kỹ thuật, cả cái cách, cả cái kinh nghiệm xử lý, cũng như cả cái kỹ thuật mua trong phiên. Bởi vì cả cái kỹ thuật mua trong phiên thì phải tư vấn trong phiên thì các bạn mới thuần thục được. Đấy, thì trong một cái thời gian các bạn tham gia đầu tư với bên mình thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm, các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm, các bạn sẽ có những cái kiến thức đủ vững để các bạn sau này có thể tự đầu tư được. Đấy, cũng có thể là một cái thời gian khi mà bọn mình có những cái lượng tài sản lớn thì bọn mình sẽ chuyển hướng làm những cái công việc khác. Đấy, thì lúc đó thì các bạn có thể là tự đầu tư được cho cái tài khoản của mình. Ở đây có một số các bạn khi mà thị trường rủ xuống ấy, thì các bạn sẽ thấy đặt là thị trường nó rủi ro, sao bán nhiều thế, sao thị trường giảm thế, đúng không ạ? Các bạn thường là có tâm lý như thế đúng không? Thì các bạn luôn lo sợ trong cái vấn đề đó, nên là trong cái quá trình mà cổ phiếu rơi, cổ phiếu rủ thì các bạn chú ý cho mình cái yếu tố về biên độ và yếu tố về diện về khối lượng, tức là khi mà cổ phiếu rủ lại nhưng mà khối lượng bán thì những cái cổ phiếu đó nó có phục hồi lại ở nhịp hồi, hoặc là thị trường rơi trở lại, giảm trở lại nhưng mà khối lượng bán ra thấp, tức là cái thanh khoản của toàn thị trường các bạn nhé, nó thấp thì nó sẽ có khả năng phục hồi. Còn đối với trường hợp mà cổ phiếu hoặc thị trường chung mà nó gãy thì nó sẽ có các hoạt động mở biên, tức là nó sẽ giảm rất mạnh rồi sau đó hồi lại rồi sau đó lại giảm mạnh hơn, thì đó là gọi là hiện tượng mở biên. Và khi mà rơi vào hiện tượng mở biên thì cổ phiếu hoặc thị trường chung mới có khả năng giảm sâu. Nên là các bạn có thể là thị trường rủ trong phiên, ô tại sao bị bán mạnh thế, rồi sau thì khoảng 15 phút sau thì nó lại hồi lại, ô sống rồi đó. Nên là các bạn cứ suốt ngày cứ sống trong cái trải nghiệm rằng là mình vừa sống vừa chết đúng không? Thì cái này nó cần phải có cả cái kinh nghiệm nhìn ở trong phiên thì các bạn mới diện mới nhận thấy được đấy. Nói chung là bọn mình làm việc với trong cái lĩnh vực này cũng khá lâu rồi, quản lý cũng nhiều khách hàng, thấy thị trường rủ cái là ô thị trường sao thế em, thị trường sao giảm thế em đấy, thì cái này các bạn cần thời gian để các bạn trải nghiệm ở trên thị trường và đúc rút cho mình cả cái kinh nghiệm trong cái quá trình nhìn về thị trường ở trong phiên, chứ không phải là chúng ta cứ cứ suốt ngày là cứ lo lắng, cứ giảm cái xuống là lo. Đấy, giảm đôi lúc mới là thị trường mua. Khi mà thị trường của chúng ta rủ xuống ở trong phiên ấy, thì chúng ta sợ, nhưng mà khi nào chúng ta thấy thị trường nó phục hồi là à sống rồi, đấy giờ phải mua cái gì đúng không? Chúng ta thường là có trạng thái là giảm thì sợ nhưng mà mua thì cảm thấy yên tâm, nó tăng thì cảm thấy yên tâm đúng không? Nên là dẫn đến là cả cái trường hợp mà các bạn mua thường các bạn sẽ diện mua với mức giá cao, nhưng mà có một cái như thế này, thông thường nó kéo lại các bạn vẫn chưa mua ngay đâu, nhưng mà các bạn thấy nó bắt đầu nổ lên cái đấy, dòng tiền vào cái thì chần chừ chưa mua nhưng mà nó kéo lên tiếp nữa, thì các bạn này nếu mà không mua thì mất cơ hội, thì là nhảy vào mua, mua xong là các bạn này thấy nó rơi xuống nó rụng lại, thế là gì ạ? Các bạn ngồi ngồi trên cái giá cao nhất. Thường các bạn có phải là các bạn mua khi mà các bạn thích một cổ phiếu nào mà các bạn không mua ấy, thì các bạn luôn mua cái điểm cao nhất của cổ phiếu đó không? Đó, tức là mình đã thích cái cổ phiếu rồi, nhưng mà chần chừ
chần chừ chưa mua, chần chừ chưa mua, đến cái lúc nó kèo ra thì các bạn đã ngồi ngay cái đỉnh của cái điểm kèo đấy. Thì hầu hết các bạn sẽ bị cái trường hợp này. Nó có một cái nữa là khi mà các bạn quyết định enter một cái, tức là các quyết định mua vào, trong kỹ thuật về tâm lý mua ấy, thì nó được gọi là kỹ thuật về đưa ra quyết định đầu tiên. Các bạn có thấy là khi mà các bạn cắt lỗ, các bạn cứ bán một cái là các bạn sẽ bán hết tài khoản không, hoặc là các bạn mua cái là các bạn cứ enter 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 đó, thì đó là gọi là các cái hiện tượng đưa ra quyết định đầu tiên, và các quyết định phía sau nó dễ hơn. Và thường thường nếu mà các bạn thấy cổ phiếu chạy enter cái nó lên tiếp, enter tiếp sợ nó chạy mất mà, đúng không? Thì dẫn đến là cái gì, dẫn đến là khi nào các bạn cũng mua được cái điểm buộc với giá cao nhất ở trong một cái phiên giao dịch, đúng không? Thì cái này nó phải cần thời gian để cho các bạn trải nghiệm. Về bản chất là các bạn không có đủ cái kiến thức thì các bạn vẫn bị dính vào các cái trường hợp này, đúng không ạ? Ở trong cái dòng chứng khoán này chúng ta thấy là cả cái cổ phiếu đang sideways, khối lượng thì thấp. Khối lượng thấp là một cái vấn đề rất tốt của cổ phiếu, đúng không ạ? Đấy. Khối lượng thấp nó là tích lũy. Ở đây là trong, nếu mà các bạn hiểu về kỹ thuật thì các bạn sẽ thấy được rằng là đôi lúc các bạn không hiểu về kỹ thuật ấy, thì các bạn thể thấy rằng là ô tại sao hôm nay nó giao dịch thanh khoản thấp thì dòng tiền nó rút ra đấy, đúng không? Thì cái vấn đề là gì ạ? Khi mà các bạn học về kỹ thuật ấy, các bạn sẽ có cách nhìn, có cả cái cơ sở tốt hơn để chúng ta nhìn. HCM ở thời điểm hiện tại thì nó cũng đang đi lên, nó cũng thấy giai đoạn cái điểm mua của nó sẽ là điểm mua tư nền này các bạn nhé. Đấy, điểm mua tư nền này. Còn nếu mà nó đã đi lên cao quá rồi thì các bạn không nên mua đuổi nữa. Đấy, bởi vì khi mà nó ở cái vùng này đi lên thì nó bắt đầu sẽ sideways ở phần phía trên. Đã sideways. Đó. Các bạn mà mua được cả cái điểm này có thể chốt lời được đó. Chốt lời. Đó. Còn trong ngắn hạn của nó thì hôm nay thì nó có giao dịch với khối lượng thấp. Giao dịch với khối lượng thấp là tốt các bạn nhé. Đấy. Giao dịch khối lượng cao mình mới sợ, giao dịch khối lượng thấp là mình không sợ. Tại sao nó lại như thế nhỉ? Là tại bởi vì đối với các cái trường hợp mà giao dịch với khối lượng thấp ấy, thì cả các big boy nó không thỏa được hàng. Các bạn khi mà bán với số lượng lớn mà ở thanh khoản thấp của thị trường ấy, là gì ạ? Là các bạn sẽ bị trượt giá rất nhanh. Và cả các big boy, cả các tổ chức họ không bán ở cả cái thị trường, hoặc là gì ạ? Cổ phiếu giao dịch với thanh khoản thấp đó, các bạn bán nó trượt giá rất nhanh đó. Đó. Nó giống như cả cái trường hợp các bạn bán thanh lý mà bán khi không có ai mua, nó phải trượt giá rất nhanh đó. Trong cả cái kỹ thuật đầu đầu tư cổ phiếu hoặc là đầu cơ cổ phiếu, ở đây chúng ta nói đến yếu tố đầu cơ, thì các bạn thấy được rằng là đầu cơ thì nó giống với chúng ta đấu giá. Đầu giá thì nó có là đầu giá lên, nguyên tắc của đầu giá nó là đầu giá lên. Các bạn cứ thấy đi đầu giá một cái cuốn tranh, cái tranh thì các bạn thường là gì ạ? Thấy ông này mua này, rồi ông kia mua cao hơn này, ông kia nữa lại mua cao hơn, thì nó được gọi là đầu giá lên. Còn khi mà các bạn mua ở một cái xu hướng thị trường hoặc cổ phiếu đang xuống ấy, thì cả cái hoạt động mua của các bạn nó chính là mua thanh lý. Các bạn nhé, thấy cổ phiếu đang xuống nó đang giảm, là các bạn đang đầu giá xuống, thì nó được gọi là các hoạt động thanh lý, và càng thanh lý thì nó càng rẻ này, và mua rẻ thì đôi lúc các bạn sẽ lộ này. Còn các bạn ví dụ như các bạn thấy ông này đấu giá 500 triệu, sau đó thấy ông kia đấu giá 600 triệu, các bạn mua 600 triệu thì nó vẫn lên 700 triệu mà. Đấy. Thì nó được gọi là hoạt động giá lên, đầu cơ giá lên. Ở trong cái việc đầu tư thì các bạn thấy được rằng là mỗi người một cái phương pháp, mỗi người một cái hệ thống riêng. Thì các bạn thấy được rằng là cái vấn đề ở đây là chúng ta tham gia thị trường với cách tiếp cận nào, và mình ở trong cái hệ thống khách hàng cá nhân thì mình vẫn khuyến khích các bạn là đi theo hướng là gì ạ? Đầu cơ theo dòng tiền. Đầu cơ với đầu tư nó chỉ là tên gọi thôi, bởi vì nó là hai hai phương pháp khác nhau. Ba, chúng ta thấy được rằng là cũng rất nhiều người kiếm tiền từ các hoạt động đầu cơ chênh lệch giá, cũng có rất nhiều người đầu tư kiếm được tiền. Đôi lúc các bạn thấy là mình là một cái thằng đầu cơ thì cả mình cảm giác mình hèn, đúng không? Đấy, phải là ông đầu cơ ông mới oai. Nhưng mà có nhiều cái trường hợp là đầu cơ cũng chỉ rất là nặng, nếu mà chọn doanh nghiệp sai thì sẽ chỉ rất là nặng. Livermore, ông là ông tổ của đầu cơ, ông có nói một cái câu cũng khá là hay mà mình thấy nó đúng thật.
Đúng không? Đầu tư là cái việc mà chúng ta đổ tiền vào một 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 cái doanh nghiệp, mà nếu như nó đúng thì chúng ta lại rất nhiều, nhưng mà nó sai thì chúng ta mất hết. Đấy, tùy vào mỗi người, tùy vào một cái góc nhìn, đúng không? Nên là ai kiếm được tiền thì nó là đúng rồi. Còn phương pháp mà kể cả các bạn mua doanh nghiệp nắm giữ nhưng mà các bạn mua cái doanh nghiệp nó không đúng thì các bạn cũng lộ sập mặt thôi. Đấy, càng ôm cổ phiếu thì càng lộ. Đấy, thì trong cái việc mà đầu tư thì nó các bạn phải có chuyên môn trong cái việc lựa chọn doanh nghiệp, đúng không? Có một cái điều nữa là trong cái việc đầu cơ ấy, thì các bạn sẽ sử dụng được cái yếu tố về vốn vay, tức là các bạn sẽ nếu mà các bạn đầu tư dài hạn thì các bạn vay là các bạn suốt ngày trả trả lãi suất, và trả lãi suất như thế thì nếu mà tính theo năm thì nó rất nhiều. Này, ví dụ như một tháng, ví dụ như mình mà giao dịch thì vay để đầu tư ở giai đoạn vừa rồi một tháng thì mình phải trả khoảng tầm 150, 100 đến 150 tiền lãi suất này, rất là nhiều. Đó là mình đang vay ít đấy, này. Tiền lãi suất nó cũng nhiều. Tất nhiên thì nếu mà một số các bạn có nói là đánh như thế thì phí nó nhiều, thì đúng là phí nó nhiều nhưng mà lợi nhuận các bạn cũng sẽ nhiều. Đấy. Thì đôi lúc chúng ta tiết kiệm nhưng mà chắc gì các bạn đã lãi được nhiều giống như bọn mình, đúng không? Ở trong dòng chứng khoán này BVS nó cũng đang có sự tích lũy, nhưng mà nếu mà chúng ta để mở đây thì chúng ta thấy nó chỉ có cái quá trình chỉnh lại 4 phiên. Đối với các cái trường hợp mà chỉnh lại 4 phiên thì nó vẫn hơi ngắn các bạn nhé, chỉnh lại 4 phiên. MBS cũng là một cái lựa chọn này. Ở đây nó có tích lũy 4 phiên, nhưng mà cái tích lũy của nó là tích lũy ở vùng đỉnh trường. Tích lũy vùng đỉnh trường. Thì chúng ta có thể ở đời tích lũy thêm, nhưng chúng ta khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy có diện của khối lượng bắt đầu kiện. Khối lượng là yếu tố rất là quan trọng trong cái việc chúng ta phân tích về cổ phiếu nhé. Khối lượng kiện là một trong những cái yếu tố rất tốt về cổ phiếu. Đó. Trước khi đi lên bao giờ cái cổ phiếu nó sẽ có sự tích lũy và diện kiệt về volume, kiệt về volume. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm kiếm một số các cái cơ hội của dòng ngân hàng. Trong dòng ngân hàng thì hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn những cái cổ phiếu hàng đầu nó là VPBank, Techcom, đó đây này, cái video này. Tất nhiên đây Techcom nó chưa lên kỳ nào, đây nó cũng sẽ lên thôi. VPBank, Techcom. Tại sao nó là những dòng cổ phiếu mà tốt nhất mà bọn mình lựa chọn để mua? Là bởi vì nó nằm ở kênh trên xu hướng lên, kênh trên xu hướng lên. Rất nhiều người cứ nhắn cho em bảo là nó là cái câu thần chú ấy, tức là cứ ông Đức suốt ngày ông cứ bảo là kênh trên xu hướng lên. Tức là những cái cổ phiếu mà khi mà người ta thống kê ở thị trường Mỹ ấy, và thị trường Việt Nam thì bọn em cũng có một cái thống kê, thì cả cái cổ phiếu thuộc về kênh hướng đi lên và nó có mức giá ở mức một cái mức mà nó cao thì thường là cổ phiếu mạnh nhất. Đấy. Thông thường các bạn mua một cổ phiếu vì nó rẻ, vì nó giảm sâu, nhưng mà trong cả cái thống kê cho thấy thì những cổ phiếu mà đang đi lên hoặc là có vẻ đắt thì nó lại là thường là cổ phiếu mạnh hơn. Đó ạ. Thì nó là cái khái niệm của kênh xu hướng lên, kênh xu hướng lên. Đấy. Thì ở đây ví dụ như các bạn thấy này, bọn mình mua phiên này, mua suốt trong cái quá trình này. Thì diện thì đến hôm qua là bọn mình bắt đầu chốt rồi. Đây này. Hôm qua thì ví dụ như các bạn thấy rằng là mở phiên ra thì bọn mình chú ý đến đang chú ý đến dòng thép các bạn này. Đấy, lát nữa mình sẽ phân tích cho các bạn với dòng này. Đấy, săn nổ FPT. Ở các bạn sẽ thấy là buổi sáng ra thì bọn mình đã khánh chốt PB Bank khoảng tầm 9 giờ bắt đầu là nó bắt đầu mở gạp kéo lên cả là chốt. Nó có một cái kỹ thuật ở trong cái việc mà đánh điểm ngắn đấy, thì ví dụ phiên hôm trước là phiên nổ, phiên hôm sau mở gạp là chốt.
Thường là bạn ở cái cây số 2 của quá trình đi lên, tức là ví dụ như phiên này là phiên nổ này, thì phiên này mở gáp này các bạn thấy là sáng nào nó tăng lên kéo lên thì bạn ở cây số 2 của quá trình kéo. Đấy, đơn giản thế thôi. Thì ở đây các bạn sẽ chú ý rằng là trong cái quá trình mua thì các bạn phải chú ý là tính toán làm sao cho cổ phiếu về đúng cái cây số 2 này này. Đấy. Đôi lúc các bạn mua ở đây nhưng mà bọn mình lại bán ở đây. Đấy, là vì thế. Đấy. Thì cả cái cây này mua là về bản chất là để dừ bán ở điểm này. Đấy. Và chúng ta có lãi bao nhiêu? Lãi 10%. Lãi 10% các bạn. Một số cái khách hàng hôm qua mình có hỏi thì lãi bao nhiêu phần trăm thì họ bảo là lãi được khoảng tầm tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm 11 12%. Đấy, ở bên mình thì có sẽ có các cái zoom về khách hàng ví dụ như hỏi đáp chẳng hạn. Đấy, chốt. Ở trong cả cái dung khách hàng của bên mình thì họ đánh cũng khá là nhịp nhàng, tức là họ mua thì sau đó lên thì bọn mình bảo chốt thì họ chốt thôi. Đấy. Chốt xong lại đánh một cổ phiếu khác. Đó ạ. Thì trong cái dòng này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các cái cổ phiếu mà nó thuộc cái kênh nó khá là đẹp, ví dụ như Techcom này. Ở đây các bạn sẽ thấy được rằng là gì? Nó đang ở một cái xu hướng lên. Ở đây bọn hôm trước bọn mình mua ở điểm này có báo cho các bạn đấy. Đấy. Bởi vì về bản chất nó đúng cả cái kỹ thuật của bên mình. Ở đây các bạn thấy này, khối lượng nó kiệt này. Khối lượng nó kiệt. Đúng không ạ? Khối lượng ở đây nó đang giao dịch với khối lượng thấp thì tức là cái sự tích lũy của nó đang khá là tốt. Và các bạn sẽ cảm giác nó an toàn. An toàn là bởi vì sao? Khi giao dịch với khối lượng thấp ấy, thì trừ khi là nó có những cái thông tin quá xấu, bất kể cả nếu mà trường hợp mà thông tin xấu ra ấy, thì không có cổ phiếu nào không rơi đâu. Đấy. Thì nhưng mà nó có phải có sự kiện đủ lớn đấy, mà cái đó là cái không biết được đấy. Chúng ta làm sao biết được cái chị Nhung ấy, chị bị nhiễm Covid đúng không? Hay chúng ta biết làm sao tự nhiên Hải Dương nó là bị Covid? Thì ở vấn đề đó là chúng ta nó là rủi ro phi tính toán rồi, đấy. Phi hệ thống. Ở rủi ro phi hệ thống thì chúng ta phải chấp nhận đó. Và các bạn có đầu cơ đầu tư thì rơi cả mà, đúng không? Thì những cái đó là cái chúng ta không tính được. Nhưng mà khi mà cổ phiếu đã có tích lũy thì sau cái quá trình mà rủi ro thông tin hoặc là kênh xu hướng lên thì những cái cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu dự giá tốt nhất. Đấy. Thì chúng ta cũng tính toán sản xuất thôi. Còn mà cái trường hợp mà những cái mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ phải diệu. Sẽ phải chấp nhận trong cái lĩnh vực đầu tư, đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn luôn chọn được các cái cổ phiếu mà nó có khả năng giữ giá trong cái trường hợp là gì thị trường có xảy ra các cái rủi ro phi hệ thống. Đấy. Ở đây đối với cổ phiếu này thì nó có test 2 lần và có những cái kênh hướng đang đi lên, đúng không? Ở trong dòng ngân hàng thì chúng ta còn có cả cổ phiếu như ACB cũng là cổ phiếu ổn các bạn này. ACB ở đây thì nó đang là gì kênh xu hướng lên và nó đang test lại. Hôm qua thì nó có test cung khối lượng thấp. Đấy. Các bạn thấy hôm qua bọn mình mua ACB đấy. Tức là ở đây không phải là bọn mình hướng dẫn này các bạn mà bọn mình mua thật đấy. Còn sai thì mình tính sau đúng không? Sai thì chúng ta mua chứng khoán nên phải có sai có đúng, nhưng mà phải xác suất nó phải đủ đủ tốt để chúng ta dựa chúng ta tham gia đấy. Hôm qua các bạn này. Tất nhiên thì khi mà bọn mình mua cổ phiếu thì bọn mình sẽ biết được cái cách điểm mua ở trong phiên, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn thấy ở đây khi mà bọn mình mua thì chắc chắn bọn mình sẽ mua được giá tốt ở trong cái phiên này. Bởi vì ở cuối phiên nó đóng ở giá cao nhất mà. Đó, gần cao nhất. Đấy, nó chỉ giảm 0,5 lai thôi. Tất nhiên thì mình cũng sẽ không mua được đến cái mức mà nó ở mức nó giảm 0,5 lai, đúng không? Đấy. Thì nó có những cái kỹ thuật ở trong phiên như thế. Nó đang là vòng cung và hướng đi lên các bạn. Đúng không? Đây là những cái kỹ thuật mà bọn mình cũng có chia sẻ khá là nhiều rồi. Ví dụ như ở đây này rủ xuống này, kéo lên này. Thì đây là vòng cung hướng lên này. Và diện tích lũy ở một cái giai đoạn phía sau này thì nó sẽ có điểm xác nhận.
Và sau cái điểm xác nhận này thì cánh chốt hoặc là đây cũng là vòng cung hướng đi lên, đúng không ạ? Thế đó là cái cách mà bọn mình đang giao dịch ở giai đoạn này. Một số cổ phiếu như MBB cũng khá ổn các bạn này. Đây này, rủ xuống này, lên này, tẹt lại này, hướng lên này, tích lũy 2 phiên, khối lượng vẫn hơi cao một chút, nhưng mà nhìn chung nó vẫn khá ổn. Đấy. Ví dụ như các bạn thấy là hướng lên này, hoặc là khi mà rủ sâu này, tích lũy ở phần phía sau này, thì cái sau cái quá trình ở đây thường là nó sẽ tích lũy ở 4 đến 6 phiên. Ví dụ như ở đây là 5 phiên ở chạy. Đó. 5 phiên ở chạy. Đây là no supply này, đây là test cung 3. Thì sau cái test cung 3 này thì các bạn thấy nó cổ phiếu nó chạy. Hoặc là sau những cái phiên test cung với khối lượng ở đây thì nó nhìn nó vẫn hơi cao, đó. Nhưng mà nó vẫn chạy, tức là nó phải rủ và hướng đi lên. Đó, rủ và hướng đi lên. Các bạn thấy khi mà nó hướng đi lên ở đây rồi thì cái khả năng sản xuất rủ lại là cực cực kỳ thấp. Đó. Thì đó là những cái cơ hội cho các bạn. Nhưng mà có một cái điểm mà ở giai đoạn này mà các bạn cần phải chú ý, đó chính là phải mua, nhưng mà mua làm sao khi cổ phiếu hàng về thì nó mới nổ, nó mới là đẹp. Chứ đừng có mua xong rồi cứ ngồi hy vọng lên, bởi vì nó sẽ mất lợi thế về tích cực. Đấy. Nên là một số các bạn cứ cái các bạn cứ bị tâm lý ấy, cứ mua xong là cứ muốn lên ngay. Tại sao nó chưa lên nhỉ? Đấy. Thì nó không phải là lợi thế. Thông thường là bọn mình phải tính toán làm sao là khi mà cổ phiếu bọn mình về thì nó vừa chạy là đẹp, đúng không? Ở trong dòng chứng khoán thì chúng ta có một số cổ phiếu như thế là khá tốt. Chúng ta sẽ có ACB rồi CTG. CTG cũng đang tích lũy này, sideways đi ngang và kiệt khối lượng. Ở đây thì nó vẫn hơi lỏng một chút. Đây là nó supply các bạn. Như chung thì đối với trường hợp của CTG thì chúng ta cũng sẽ đáng chú ý vào giai đoạn sắp tới. Khi mà thị trường có những cái sự tích lũy ở giai đoạn sắp tới thì gần như rất nhiều các cái cổ phiếu sẽ có điểm mua và nó chạy rất mạnh. Chủ yếu các bạn phải đổ tiền vào để các bạn đón đầu cái cơ hội đó. Nhưng mà nó phải cần một cái điểm xác nhận để các bạn đón đầu. Đó. Còn trong cái giai đoạn này thì vẫn tập trung vào cái chiến lược đánh ngắn, đợi thị trường. Sau khi thị trường có đủ cái đồ tích lũy thì các bạn lại đổ thêm tiền vào, các bạn đánh ở giai đoạn đầu. Ở cả cái buổi chia sẻ trước thì mình cũng có chia sẻ với các bạn rằng là khi mà thị trường có sự tích lũy và đi lên thì các bạn phải đánh ngay từ đầu, chứ không phải là cứ lên đến cao các bạn thấy thị trường ngon ăn lúc đó các bạn ấy đổ thêm tiền rồi sau đó lại vay margin rồi sau đó mua vay mượn bên ngoài, các bạn thấy thị trường chứng khoán quá dễ kiếm tiền, rồi đến một cái lúc nào đó thị trường rơi một phát là các bạn lỗ được ngược trở lại, bởi vì nó liên quan đến cái vấn đề sử dụng vốn của các bạn. Ở trong cái video trước thì bọn mình cũng có hướng dẫn cho các bạn về cả cái sai lầm trong cái sử dụng vốn thôi, tức là khi mà các bạn mua vào cổ phiếu và các bạn cứ thấy là cổ phiếu ngon ăn rồi đổ thêm tiền, càng ngày càng đổ thêm tiền, ví dụ như đầu tiên là đánh 1 tỷ thì thấy ngon ăn, đánh thêm 1 tỷ nữa vẫn ngon ăn, nhưng mà khi mà các bạn đổ tồn lực vào thì rơi một viên là các bạn mất lại. Đấy. Thì đó là những cái mà nguyên tắc trong sử dụng vốn là phải đánh được từ đầu, đúng không? Đánh được từ đầu chứ không phải là cứ thấy ngon ăn mà nhảy vào thì chết ngay. Một số các bạn tham gia chứng khoán là đánh kiểu như đánh trải nghiệm ấy, tức là đầu tiên là mình trải nghiệm xem nó có dễ hay không, thấy nó ngon ăn là lúc đó mới rượu, lúc lúc mà ngon ăn rồi ấy, nó các bạn đổ thêm tiền vào ấy là kiểu gì cũng chết chắc. Đấy, nên là đánh trải nghiệm thì ăn, nhưng mà đánh rượu, đánh thật là chết nặng. Nếu các bạn ai có cái trường hợp đó hay không, nó comment ở phần phía dưới đấy. Trong dòng chứng khoán thì chúng ta có bit là kênh dựa này, bit là kênh dựa, nó vẫn sẽ lên thôi các bạn nhé, nhưng mà nó sẽ không mạnh. Đấy, nó sẽ không mạnh, ở đây là nó tẹt rủ 2 lần, 2 lần đấy, tích lũy khối lượng thì nó vẫn đang hơi cao. Chúng ta có gì ạ? Có HD Bank. HD Bank ở đây là vòng cung hướng lên các bạn nhé, dụ này, tạo ra vòng cung hướng lên. Đó, ở phía dưới này thì nó có tẹt này. Bọn mình thì không theo đuổi cổ phiếu này ở giai đoạn này nữa. Đấy. Một số các anh chị mua ở các điểm phía trước thì vẫn còn giữ, giữ thì nó vẫn lên đó. Tiên Phong Bank. Tiên Phong Bank ở đây thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Là nó đi lên dụ, nhưng mà ở đây cái việc mà cổ phiếu tích lũy lại ở đây nó sẽ mất khá nhiều thời gian, bởi vì cả cái thanh ba ở đây nó tạo ra khối lượng hơi lớn và bị rượu, nó là cả cái thanh ba rút chân trên này. Thì có nhiều trường hợp mà các bạn đời thì nó vẫn ok, nhưng mà
Chúng ta bàn giải các bài toán tối ưu thì các bạn có thể lựa chọn cổ phiếu khác, tức là chúng ta cơ cấu đánh vào cổ phiếu kênh trên hơn, đẹp hơn ở giai đoạn tới. Các bạn chuyển qua thì nó cũng giống nhau, các bạn bán hay các bạn mua một cổ phiếu khác cùng dòng nhưng mà nó đẹp hơn, thì cái cổ phiếu đẹp hơn thì nó sẽ đi lên tốt hơn, và khi mà đi lên tốt hơn thì nó bù lại cho các bạn khoản lỗ vừa rồi, nó không vấn đề gì cả đó. Hoặc là bù lại cho các bạn cái cơ hội hiện tại đó. Đôi lúc các bạn thấy là cổ phiếu giảm thì các bạn tiếc, các bạn hốt bán, rồi sau đó các bạn lại đời mãi nó không lên, trong khi cả cái cổ phiếu tốt, cả cái cổ phiếu kênh trên, cả cái cổ phiếu tích lũy đẹp hơn thì nó lại lên, dẫn đến là các bạn tiết kiệm nhưng mà tiết kiệm nó lại không ra tiền đó ạ. Mà đôi lúc các bạn lại bỏ đi cơ hội, các bạn phải tư duy rằng là khi mà cổ phiếu của các bạn biến động không được đẹp thì phải chuyển sang một cái cổ phiếu đẹp hơn đấy. Thế cái cổ phiếu đẹp hơn thì nó lên, thì nó bù lại cho cái cổ phiếu không đẹp của bạn đó ạ. Hoặc là chúng ta có Liên Việt thì nó bắt đầu đi lên. Ở đợt này thì các bạn chú ý là đấy là cái nổ này, cái ngày ngày mai là bắt đầu bán đó. Thì các bạn sẽ thấy là nếu mà ngày mai nổ lên là bọn mình sẽ chốt ngay, đánh thế thôi đó. Hiện tại bọn mình thì cái hệ thống bên mình cũng đang nắm giữ tương đối về cái cổ phiếu này, ở như phía sau thì bọn mình không tham gia nữa. Hoặc là cái cây này thì bọn mình không tham gia này, nó đã chạy đâu là không đánh nữa. Bọn mình phải tính làm sao mà khi mua về nó phải dựa có lại nó mới đánh, mua về nó mới chạy thì nó mới thuận lợi cho điểm chốt. Nhưng mà ví dụ như chúng ta mua ở điểm này thì nếu mà có cái chiến lược 10 đến 15% ấy, thì nó bị muộn đó. Đôi lúc nó không đạt được 10 15% thì nó lại bắt đầu rủ trở lại thì nó rất là khó. Ở Vietcombank thì kênh dưới các bạn nhé, đây này, nó đang nằm ở phía dưới. Đấy. Thì các bạn hỏi tại sao nó không lên, thì bởi vì nó nằm ở dưới thì cái sản xuất nó lên nó khó thôi. SHB. Đối với các trường hợp của SHB thì các bạn có thể chốt, bởi vì đây là các phiên tẹt này, đây là phiên nổ này, phiên sau nổ là phiên này. Đấy. Thì thông thường ở cái chiến lược đánh ở đây vẫn là 10 15% là các bạn chốt được rồi. Các bạn sẽ tìm một cái cổ phiếu khác để các bạn diện tối ưu hóa lợi nhuận của mình. Phải chốt lời chứ, đúng không? Đấy. Ở đây là cái quá trình tích lũy này, nó giống như cả cái trường hợp của VCI các bạn nhé. Tức là tích lũy dựa thì nó được gọi là tích lũy kênh dựa. Nó không phải là đẹp nhất nhưng mà cái dựa nó vẫn lên, bởi vì nó có tích lũy thì nó lên thôi. Nhưng mà ở đây khi mà các bạn thấy lên thì nó đang gặp cái vùng kháng cự trên. Đấy. Tích lũy trước là kháng cự sau các bạn nhé. Bởi vì các bạn sẽ thấy là tích lũy là cái quá trình mua gom, và khi mà mua gom ở đây nó rơi xuống thì rõ ràng là ông tích lũy thì ông bị lỗ, và ông tích lũy ông bị lỗ thì ông ở đây nó sẽ có các cái áp lực bán. Đấy, đơn giản nó thế thôi. Ở trong cái khóa học của bên mình thì bọn mình hướng dẫn về các kỹ thuật về hỗ trợ kháng cự, nó không giống một ai, tức là cái vùng nào mà nhiều người mua và họ muốn bán thì đó là kháng cự, thì đó là các cái kỹ thuật trong cái kỹ thuật về viện ơi. Ở đó là đối với các cái cổ phiếu dòng chứng khoán. Trong chứng khoán thì chúng ta còn có dòng ngân hàng thì chúng ta còn có STB cũng là tích lũy dựa khá là tốt. Đó là nó cái tích lũy của nó thì mình nghĩ nó là tích lũy nâng lên. Tích lũy nâng lên như thế nào thì hôm sau thì có thời gian hơn mình sẽ chia sẻ cho các bạn về các cái kỹ thuật này. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến các cái cổ phiếu dòng dầu khí. Dòng dầu khí thì chúng ta có PVD này. PVD ở thời điểm hiện tại thì hôm trước bọn mình có lỡ mua, nhưng mà sau cái khi mà cân nhắc thì nó bị lỏng thì bọn mình là quyết định rút ra. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ cần tích lũy thêm, nó cũng không hẳn là nó là xấu, nó phải đạt đỉnh hay là gì cả, mà là rượu, mà là phải đời, phải đời thì bọn mình không thích. Này, ở đây khi mà các bạn thấy được rằng là khi mà cổ phiếu rủ lên chạy lên mà nó không đạt về khối lượng, tức là khối lượng nó không đủ lớn thì nó sẽ rủ lại, và rủ lại ở đây thì nó sẽ cần tích lũy ở phần phía sau này. Khi mà tích lũy đủ ở phần phía sau này thì các bạn đánh ở điểm phía sau thay vì các bạn cứ ngồi chờ. Bởi vì ở đây trong ngắn hạn thì chúng ta cũng thấy là cái khối lượng nó bắt đầu kiệt xuống rồi, thế nó là cả cái quá trình tích lũy lại của cổ phiếu, nhưng mà để mà tích lũy đủ để đi lên trở lại thì nó sẽ cần thời gian. Hoặc là chúng ta thấy có PVS này, ở đây nó cũng đang có giao dịch với khối lượng thấp xuống. Khối lượng thấp xuống là một cái yếu tố tốt cho cổ phiếu có khả năng tích lũy lại đó. Chúng ta chỉ sợ rằng là thị trường hoặc cổ phiếu chúng ta giao dịch với thanh khoản cao thôi, còn đối với cả các trường thanh khoản thấp thì nó sẽ an toàn hơn. Gas ở đây thì nó đang gặp cái đỉnh trước các bạn này, đỉnh trước là kháng cự sau các bạn nhé, đỉnh trước là kháng cự sau, thì đây cũng là một cái kháng cự. Để vượt kháng kháng cự này thì nó sẽ xảy ra quá trình hấp thụ, tức là những người ông mua ở cái đỉnh này này,
ông bị rơi xuống ông lỗ, đến đây thì ông bắn cắt lỗ, thế thì là nó sẽ xảy ra một cái kháng cự đó. Các bạn hiểu cái kháng cự nó phải là như thế đấy. Đây là các bạn cứ dùng Fibo rồi dùng Elliott, các bạn biết tại sao nó lại sản xuất nó sai, nó lại khá cao, là bởi vì nó không đi đúng người bản chất, tức là nó phải có một cái lực bàn thì nó mới là diện, nó mới là kháng cự. Bản chất của nó là ở đâu có người ta mua vào thì nó là hỗ trợ, còn ở đâu mà người ta bán ra thì nó là kháng cự, chứ nó các bạn phải đi đúng với bản chất của nó cơ. Thì đỉnh trước này có ông kẹp hàng thì ở ông bán ra ở đây thì nó chính là kháng cự, thế thôi đúng không? Kháng cự thì nó có kháng cự mạnh và kháng cự yếu, thì cái này các bạn phải đi học, các bạn phải biết được đó. Thanh khoản thấp là cái yếu tố tốt đấy, các bạn thấy thanh khoản này nó có 400.000 thôi, trước đây thì nó giao dịch cả mấy triệu, nhưng giờ 400.000 thì cái hoạt động bán tháo nó sẽ khó xảy ra, nó có, vẫn có thể bị bán tháo nhé, nhưng mà nó khó xảy ra, nó chỉ là sản xuất thôi các bạn, nhưng mà để mà nó các bạn mua và nó lên ngay là cực khó đấy. Trong giao dịch khí thì có PLX, ở đây thì các bạn thấy này, đối với các cái trường hợp mà gặp cái kháng cự trượt mà nó gì ạ, nó tạo ra thanh khoản lớn thì nó rủi ro hơn, đúng không? Các bạn thấy là đối với các cái trường hợp thanh khoản thấp thì cổ phiếu vẫn giữ lại, nhưng mà các bạn thấy những cái cổ phiếu mà tạo ra các cái khối lượng giao dịch lớn thì nó lại giảm rất mạnh không? Bởi vì các bạn phải hiểu được rằng là trong cái giao dịch khối lượng lớn thì cả cái big boy nó mới bán được hàng, đúng không? Còn nếu mà giao dịch thanh khoản thấp thì bán cho ai, đúng không? Bán được bao nhiêu? Ví dụ như ngay giao dịch của Hoàng Tâm 200 ba 400.000 cổ phiếu thì bán cho ai đấy, thì ví dụ như hôm trước là nó giao dịch khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu, mà giờ giao dịch có khoảng 1 triệu nữa thì cái việc bán ra là cực kỳ khó đấy. Thì cả cái việc mà hiện tượng mà cái cổ phiếu bị mất cái thanh khoản, tức là thanh khoản sụt giảm xuống ấy, thì đó là cả cái hiện tượng tốt các bạn nhé. Còn mà thanh khoản đang cao như thế này thì nó lại xấu đấy. Hoặc là chúng ta có Bình Sơn, Bình Sơn thì hôm trước bọn mình chốt rồi, chốt ở điểm này các bạn này, điểm này bán này, ở điểm này cũng bán này, điểm này cũng bán này đấy, một số người thì bán ở cái điểm này, nhưng mà mình thấy là cái gì ạ, để mà cái quá trình rủ xuống mà kéo lên với khối lượng như thế này là nó không thể kéo được ngay đấy, và nó cần tích lũy, và những cái mô hình như thế này thì chúng ta chỉ kỳ vọng nó lên là khoảng 75-20% đấy. Hôm trước bọn mình bán được 21-22%, có chia sẻ cho các bạn là vẫn chưa mua lại đúng không ạ? Thì đó là cái kỹ thuật, cả cái cách nhìn, cả cái cách đánh, đôi lúc nó còn lên nữa thì kỳ nào đúng không? Chúng ta tìm kiếm cả cái cơ hội khác, làm sao ai biết được đúng đâu là đỉnh đúng không? Làm sao chúng ta bán được cái giá cao nhất, đoạn giao cái giá cao nhất nó là quá khó rồi, chúng ta chỉ bán được một cái nửa quãng đường thôi, đó là đưa em đi nửa quãng đường thôi, chứ làm sao chúng ta làm gì ạ? Chúng ta bán cũng mua được cái thấp nhất rồi bán cao nhất rồi nó giao lâu rồi đúng không? Chúng ta không biết là bao giờ nó chừng nào, nên là trong cái lực nó đang kéo thì phải bán ra, và khi mà bán ra, khi cổ phiếu đang kéo thì sau này các bạn mới đánh được quy mô vốn lớn đó. Chúng ta không thể mãi là tư duy rằng là mình chỉ bán 1-2 tỷ được, ví dụ như ngày xưa thì bọn em cũng đánh 1-2 tỷ, giờ thì đánh tính bằng triệu đô, thì nó là cái vấn đề về diện cái quy mô vốn của các bạn sau này nó như thế nào. Ví dụ như hôm trước mình hướng dẫn cho các bạn bán bao, bởi vì về bản chất là bọn mình cũng diện không mua cái cổ phiếu này, bởi vì nó kinh dựa, nhưng mà mình thấy các bạn này nổ này thì các bạn lao vào, nhưng mà về đến đây chưa chắc các bạn đã làm, hoặc là rất ít, nó là nó chỉ ở ví dụ như các bạn đu ở phần phía trên này, hoặc là mua ở quanh ở vùng này thì đến đây nó sẽ lại được 4-5%, các bạn phải đợi này 1-2-3-4-5 phiên đó, đôi lúc nó còn không lên được, nó rủ xuống ấy. Đấy thì kỹ thuật bán là gì ạ? Hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn rồi đúng không? Bán khi nó bắt đầu gì ạ? Mở gạp, mà thông thường mình bán sẽ bán ở cây này này. À, tại sao nó lại như thế, là nó mở gạp và khoảng trống kiệt sức các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn phải biết cách bán, mà ví dụ như các bạn bán ở đây mà các bạn muốn mua lại đấy nó vẫn rẻ hơn mà. Đấy. Nhưng mà nó phải các bạn phải am hiểu về kỹ thuật để các bạn bán các cái trường hợp đó. Ở trong cái dòng thẻ thì mình thấy Hoa Sen, Hòa Phát cũng đang có sự tích lũy khá tốt. Hoa Sen, Hòa Phát thì đang có sự tích lũy với kiệt khối lượng này. Đấy, khối lượng đang thấp xuống, khối lượng thấp xuống mà cổ phiếu giữ giá được là hiện tượng rất là tốt với cổ phiếu. Đây là nốt xúc đi các bạn này. HPG, HPG cũng đang tích lũy phía trên, tích lũy phía trên
Đấy, khối lượng kiên xuống. Bọn mình đã mua đó đấy. Nếu các bạn thích thì các bạn mua theo. Đấy. Ở đây thì mình cũng không phải là khuyến nghị, mình cũng không dí dao vào cổ các bạn để các bạn mua cổ phiếu. Nên là khi mà các bạn mua thì các bạn cũng tự chịu trách nhiệm cho cái giao dịch của mình. Đấy này. Hôm qua đấy. Đấy. Trong chứng khoán cái việc đúng sai là cái việc hết sức bình thường, sai thì cắt lỗ thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta có bài, tức là ví dụ như chúng ta đang lên một cái đánh bài mà chúng ta lên được 3 quy là phải tố ngay, đúng không? Hoặc là đôi lúc chín nút là phải tố rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái cửa thắng của chúng ta có thì chúng ta đánh thôi. Còn nếu mà không có thì chúng ta vẫn phải chấp nhận thua chứ. Đó. Và khi mà chấp nhận thua thì chúng ta sẽ diện, chúng ta phải cắt lỗ, nó chúng ta thua có thua hết như đánh bài đâu. Đấy. Thì để mà các bạn mà muốn tham gia cái hệ thống Zoom bên mình để được hướng dẫn, được trao đổi học hỏi về cả cái kinh nghiệm đầu tư thì các bạn liên hệ với Tùng qua số Zalo, Zalo này nha, 0984260696. Còn là các bạn muốn tham dự ra khóa học sắp tới thì bên mình cũng có một cái chương trình học vào ngày 15 tháng 4. Ở một số các anh chị, một số các bạn có nói là cái khóa học 15 tháng 4 mày học cái hôm nào đến ngày học thì mình đăng ký. Nhưng mà cái khóa học này thì hiện tại là sắp full lớp rồi. Hiện tại thì còn khoảng mình đoán là khoảng tầm 3 đến 4 ngày nữa là lớp sẽ bị full. Đấy. Nên là các bạn muốn đăng ký thì các bạn đăng ký sớm nhé. Bởi vì cái khóa học này thì bọn mình cũng chủ đạo là mình sẽ hướng đến đối tượng khách hàng, bởi vì bên mình khối lượng khách hàng rất là đông. Và nếu mà họ được trang bị thêm cả cái kiến thức nữa thì trong cái việc mà mình tư vấn thì nó đỡ đỡ vất vả hơn, nó nhàn, mọi người hiểu được mình đang nói cái gì, đúng không? Hiểu được mình nói cái gì mà ngoài ra nó còn phải hiểu đúng nữa. Đôi lúc mình bảo là như thế này mà ông lại hiểu sang một cái hướng khác thì nó sẽ rất rủi ro cho các bạn. Thì ở đây thì trong cái hệ thống khách hàng của bọn mình thì sẽ được giảm 50%, tức là học phí còn 5 triệu. Còn nếu mà các bạn không phải là khách hàng thì các bạn sẽ đóng 10 triệu để tham gia khóa học này. Các bạn chuyển khoản thì chuyển khoản cho mình qua số tài khoản này và ký số điện thoại và K46 thôi. Cái khóa học này thì diễn ra vào buổi tối, tức là khoảng tầm 20 20 giờ 30 thì chúng ta bắt đầu học và học đến khoảng 10 giờ thì chúng ta nghỉ. Học xong thì các bạn sẽ nhận được một cái video để các bạn xem là cái buổi học đó. Rất là bọn mình sẽ quay lại video và gửi cho các bạn vào room. Đấy, sẽ có một cái room khóa học. Cái khóa học này thì diễn ra trong 10 buổi, tức là chúng ta sẽ học 10 buổi của cái chương trình học. 10 buổi các bạn nha. Và cứ 2 ngày thì chúng ta học một buổi, tức là ví dụ như ngày 15 thì chúng ta học, ngày 17 chúng ta học tiếp, 19 chúng ta học tiếp, đúng không ạ? Đấy. Các bạn khi mà các bạn đăng ký khóa học thì các bạn sẽ được hỗ trợ thực chiến ở trong room khách hàng VIP của mình, đúng nhá, hỗ trợ thực chiến. Đấy. Có các bạn kết bạn Facebook thì các bạn kết bạn với mình qua link Facebook này nhá. Đấy. Link Facebook ở đây. Đấy. Facebook của mình là Nguyễn Doãn Đức nha. Ok, cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Chúc mọi người có một cái tuần mới giao dịch thành công. Thank you. Xin chào mọi người.